Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có phương trình fx, đề đang đi tìm khẳng định sai. Tất cả các đáp án fx nhỏ hơn 1. Điều này chứng tỏ là để cho cái cục này fx nhỏ hơn 1 thì x ở đây bắt buộc phải nhỏ hơn số 0. Tại vì sao? Khi chúng ta cho x bằng 0, x bằng 0 thì ở đây fx sẽ bằng 1. Vậy trong trường hợp này x bắt buộc phải nhỏ hơn 0. Tại vì 2018 và 2017 là hai số dương lớn hơn 1 rồi. Như vậy trong trường hợp này để cho cái cục fx nhỏ hơn 1 thì x phải nhỏ hơn 0. Tiếp tục, trong trường hợp này mình sẽ chọn x bằng trừ 0.02. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy Casio để bỏ cái cục này vào từng vị trí này. Và chúng ta bấm máy hết cả 4 đáp án thì chúng ta thấy đáp án A thì cái này bắt buộc phải là số dương. Đó chính là 0.98, nhưng ở đây nó đề nhỏ hơn 0 thì câu A là sai rồi. Như vậy đó, đây chính là cách giải. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.